chiến vừa rồi là chiến Đà Nẵng đúng không? Đà Nẵng lạnh lắm mọi người. Nhưng mà quay về Phan Thiết một cái là thôi cảm thấy nó mát mẻ chứ nó không phải bị lạnh giá nữa. Đây là view biển nha mọi người. Sóng ở Phan Thiết rất là lớn, mọi người nhìn kìa. Sóng nó cao ơi là cao luôn á. Đây là một cái đại máy tám mọi người. Bên đây là mình có một cái tủ quần áo nè. Tuy là món ăn không có đa dạng, không nhiều, nhưng mà món nào là ra món đó, chứ không có nấu bậy bạ cho khách hàng ăn. Có cát cho một anh sẽ có chuyện làm thôi. Đây, mommy đưa cho một anh cái rổ xúc cát nha. Ok, rồi một anh ngồi xúc đi ha. Hello mọi người, hiện tại thì Thư đã đến Bầu Trắng Mũi Né. Mọi người hãy nhìn khung cảnh nè, rất là đẹp đúng không? Đang vắng xe cho nên là chạy vòng vòng rất là thoải mái ha. Nếu mà các bạn đã đi rồi thì chắc chắn là các bạn biết đây là nơi tụ tập của những Việt Nam Racing Boy. Thấy ai chạy xe máy ra đây cũng run 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 run. Ok, anh Thư đang dừng xe tại chỗ xe tải vàng để ăn vặt. Rồi, mẹ vô liền, mẹ vô liền. Mẹ phải quay clip cho cô chú coi con ơi, chứ không mọi người nói mẹ không là úp clip gì hết. Bây giờ mình vô trong nha. Ai mà xuống Màu Trắng rồi thì chắc chắn phải ghé ngang xe tải vàng. Đây là một cái xe gọi là rất là iconic ở Màu Trắng luôn á mọi người. Xuống đây thì mình uống trà đào nè. Trà đào một ly này có 20.000 à. Rồi có cá nhân chiên nữa. Cái này hình như khoảng 15.000 là đến 10 viên lận. Rồi đây là kem dừa. Kem dừa đang ăn dở dang. Hết kem mà còn dừa không à. Ở ngoài cái đồi cát này thì sẽ đến biển à. Mà mình phải đi một quãng rất là xa mới tới biển nha mọi người. Đến đây là phải tranh thủ chụp hình check in. Chứ nếu mà bỏ không là rất là ủ luôn. Tụi mình mới từ Cà Ná quay về Phan Thiết mọi người. Từ Cà Ná về Phan Thiết trong vòng 2-3 tiếng thôi. Hôm nay mình sẽ tá túc lại Phan Thiết. Tụi mình mới tìm được ở trên Booking có một cái resort tên là Sonata Resort. Mình thấy là có những cái combo khuyến mãi rất là hấp dẫn, cho nên là hôm nay gia đình mình quyết định là sẽ tá túc ở đó. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến Sonata Resort nha. Chơi cho nên là anh Thư sẽ dẫn bạn đi ra ngoài chơi một chút. Đêm Noel, đêm Noel, ai cùng vui em. Ở đây là khu vui chơi cho
trẻ em mọi người. Chơi trong cái chỗ này thì mình phải cởi giày, vì đây là thảm cỏ nhân tạo. Ở đây có cầu tuột nè, có bồng bênh nè. Ai tốt xuống quá. Cái cầu tuột này an toàn nha mọi người. Một anh tuột xuống nó rất là từ từ, nó chậm. Cái gia tốc của nó không có quá là cao để mà gây nguy hiểm cho em bé. 1, 2, 3. Rồi, con chơi mấy con này đi. Ok. Ok, bye. Yeah. Wow. Opa. Oh, friend. Yeah. Hello, friend. Yeah. Can we talk to this? Yeah. Okay. Bird. Yes, bird. Yeah. Cảm giác ở đây rất là thích nha mọi người. Không khí rất là trong lành và phải nói là cực kỳ yên tĩnh luôn. Cái resort Sonata này nó nằm khá là xa trung tâm. Nói chung là mọi người vừa qua khỏi La Grille một cái là mọi người sẽ tới Sonata liền. Lý do mà Thư muốn chọn cái địa điểm này làm cái nơi nghỉ dưỡng tiếp theo ở Phan Thiết á là tự vì nó đang có một cái combo giảm giá rất là đặc. Chúng ta sẽ có một combo là 2 ngày 1 đêm phòng dành cho 2 người, chỉ có 1.350.000 thôi, nhưng mà sẽ tặng kèm cho chúng ta thêm một bữa ăn tối tại nhà hàng nè, tặng 2 giờ câu cá nè, đi xe đạp nè, đánh tennis 1 tiếng đồng hồ nè, xông hơi nè. Nói chung là sử dụng được rất là nhiều cái dịch vụ khác ở trong cái khu này nữa. Thì tất nhiên là nếu mà đã xa trung tâm mà resort hỗ trợ cho mình những dịch vụ như vậy rồi thì Thư thấy là rất là đáng giá tiền, cho nên mình ghé thử. Và thực sự là ngoài sự mong đợi của mình, tại vì ở đây quá đẹp. Bây giờ anh Thư sẽ dẫn mọi người đi xem cái phần hồ bơi cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Hồ bơi ở đây đẹp lắm luôn á. Đây là cái khu sẵn nha mọi người. Khu luôn là từ cái lễ tân ở đây. Xong rồi đi xuống đây có một chỗ cà phê nho nhỏ với những cái đầm sen rất là xinh. Bây giờ mình sẽ đi cái con nhỏ này để xuống hồ bơi luôn. Anh Thư nhìn là anh Thư biết là resort ở đây người ta rất là quan tâm với cái hệ sinh thái này. Cây rất là xanh, cái này chăm rất là cực, phải chuyên chăm thì nó mới xanh được thế này. Đi cầm thẳng xuống đây nè. Rồi, tới bên đây là mọi người sẽ thấy một cái chỗ đài nước trang trí nha mọi người. Wow, rất đẹp ha. So beautiful. View này là mình có thể nhìn thẳng xuống hồ bơi và nhìn thẳng ra biển luôn. Is for falling. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái khu hồ bơi ở dưới luôn. Hai nắm tay mẹ nè, cẩn thận nha con. Wow. Bên đây là chúng ta có những cái võng treo cây để cho mình có thể nghỉ ngơi thư giãn nha mọi người. Wow, rất là đẹp ha. Nhiều góc để không khí rất là mát. Thật sự là hôm bữa cái chuyến vừa rồi là chuyến Cà Ná đúng không? Cà Ná lạnh lắm mọi người, nhưng mà quay về Phan Thiết một cái là tôi cảm thấy nó mát mẻ chứ nó không phải bị lạnh giá nữa. Bây giờ mình đã tới với hồ bơi nha. Một anh ơi, hồ bơi kìa. Mọi người ơi, đây là view biển nha mọi người.
nearer to you. To feel the dew on your skin, that is how it would begin. Đây mình có cục cà lai không? Reflecting
Đây là cái đầm sen ở trong Sanata ha. Rất đẹp mọi người. Có một cái hoa sen đã nở kìa. Ở đây là một cái tiểu cảnh, có một cái cầu bắc ngang rất là dễ thương. À, cá nè con, thấy không, thấy không? Đó, cá chạy mất tiêu rồi. À vậy đó hả, con thấy fish bên đây hả? Trong cái hồ này có cá nha mọi người. Tôi thấy là cá này hình như là cá chép. Đúng rồi, fish đó con. Ôi, xong con nói đi, hello fish. Nãy giờ chạy vòng vòng với một anh đuối quá trời luôn. Bây giờ cũng sắp tới giờ trả phòng rồi. Thư với một anh cũng sẽ chuẩn bị về phòng để sắp xếp hành lý lại. Và sau đó rời khỏi đây. Chỉ có ở 2 ngày 1 đêm ở đây thôi. Nhưng mà theo trải nghiệm của Thư là mình nên ở đây 3 ngày 2 đêm thì mới có thể sử dụng được hết những dịch vụ ở đây mọi người. Tại vì ở đây có rất là nhiều không gian để mà chúng ta chụp hình sống ảo. Trong một ngày thật sự là không có thể nào mà chụp hết được đâu mọi người. Và ngoài cái khu này ra thì đối diện bên đường Sonata còn có một cái khu giải trí nữa. Là trong đó có câu cá nè, rồi sân tennis nè. Tại vì Thư mới đi cái chuyến Cà Ná 3 ngày 2 đêm về, cho nên Thư về đây Thư cần nghỉ dưỡng thôi, chứ chưa có thời gian để mà có thể chơi hết được đó. Cho nên là cũng hơi tiếc, bây giờ cũng chỉ còn có 2 tiếng nữa là Thư phải rời khỏi đây. Nếu như mà bạn nào muốn ghé Sonata ở thì ít nhất các bạn nên ở 3 ngày 2 đêm để có thể vui chơi hết ở cái khu này ha. Thư thấy ở đây rất là đáng, tại vì sao? Thứ nhất là nhân viên rất là thân thiện, rất là hiếu khách nè. Cái thứ hai là đồ ăn rất là ngon nha. Cái phần ăn tối thì Thư thấy rất là ok rồi, nhưng mà cái phần ăn sáng á, tuy là món ăn không có đa dạng, không nhiều, nhưng mà món nào là ra món đó, chứ không có nấu bậy bạ cho khách hàng ăn. Thật sự ở đây quá là phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ luôn. Chắc chắn là một dịp mà có khả năng thì mình sẽ mời ba mẹ của mình, cả gia đình của mình đến đây chơi. Tại vì nó cũng khá là gần thành phố, chứ không có xa như là Phan Thiết mà ở Mũi Né. Cái Phan Thiết này là ở phường Hàm Tiến nha mọi người. Và cái biển của mình đang ở đây đó chính là biển Hàm Tiến luôn. Nó nằm ở đầu Phan Thiết luôn, nên là chỉ khoảng 3 tiếng từ Sài Gòn vô đây thôi, nên là khá là gần thành phố. Ok, Thư nghĩ là cũng đã đến lúc phải tạm biệt mọi người rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Đừng quên like, share và subscribe để mà ủng hộ mình ra thêm nhiều video mới nha. Song Thư love you.